Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tôi van xin đừng làm gì dại dột, nhưng anh ấy tắt điện thoại. Nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng. Một ngày sau, người đàn ông nhẫn tâm bắt con gái người tình vào nhà nghỉ thị trấn Nam Đàn, Nghệ An, rồi tẩm xăng thiêu hai người tử vong. Người dân nơi hai nạn nhân sinh sống vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh đau lòng trên. Không ai nghĩ rằng Nguyễn Văn Hiếu, 38 tuổi, trú ở Kim Thành, Yên Thành, lại có thể làm những chuyện nhẫn tâm tày trời, đổ xăng thiêu bé gái đang ở cùng như thế. Suốt hai ngày qua, chị Lê Thị Thành, mẹ bé Nguyễn Thị Quy A, sinh năm 2009, trú tại Đồng Thanh, Yên Thành, Nghệ An, người như mất hồn, chị không chịu ăn uống, suốt ngày nằm trong giường, rồi vật vã gọi tên con. Gạt vội dòng nước mắt, chị Thành bắt đầu kể về cuộc đời mình. Năm 2008, chị lấy chồng, là người xã bên mới đầu. Cuộc sống vợ chồng chị vui vẻ, hòa thuận. Một năm sau, chị Thành sinh con. Cuộc sống khó khăn hơn nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không khi tìm được tiếng chung, chị Thành quyết định ra tòa giải quyết một mình nuôi con gái. Thương con, nhưng vì quê nhà không có việc làm, chị Thành đành ôm con gái về gửi bố mẹ đẻ, rồi khăn gói vào thành phố Vinh để làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi con. Mấy tháng trước, nhờ người bạn ở quê giới thiệu chị Thành quen với anh Hiếu. Tuy nhiên, hai người bắt đầu thân thiết với nhau là lúc chị Thành biết về người đàn ông mình đã gắn kết lại là người chăn qua, quan hệ phức tạp với nhiều người khác. Riêng về phần Hiếu, người đàn ông này vốn hiền lành, chịu khó làm ăn, đã có gia đình, hai con học cấp 2. Mấy năm trước, Hiếu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế nhưng, trái ngược với việc chồng chịu khó làm ăn gửi tiền về cho gia đình, thì ở nhà vợ Hiếu lại không chăm lo gia đình. Không chịu nổi, Hiếu đã quyết định đi về vợ. Cùng từ đấy, tính tình Hiếu đã đổi hẳn, người đàn ông trở nên chán nản và dần xa vào cuộc ăn chơi, tệ nạn dẫn đến nợ nần chồng chất. Khi biết anh ta có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người khác, tôi chủ động không gặp nữa. Anh ấy muốn gắn kết lâu dài với tôi, nhưng tôi không chịu. Thế nhưng, anh ấy vẫn thường xuyên tới nhà bố mẹ đẻ tôi rồi chơi với con gái tôi. Vì không nghĩ anh ấy có ý đồ xấu nên mỗi lần anh ấy tới chơi, bố mẹ cũng không hề đề phòng. Ngờ nào, vì tôi từ chối nên anh ấy đã làm hại đến con gái tôi, chị Thành nói. Con ơi, mẹ là người có lỗi. Dù chị Thành từ chối nhưng Hiếu vẫn thường xuyên đến nhà bố mẹ chị Thành chơi cùng với bé Quy A. Sáng ngày 9 tháng 2, Hiếu đến trường xin đón bé Quy A đi chơi, nhưng không có sự đồng ý của các cô giáo nên anh ta bỏ về. Chiều cùng ngày, khi tan trường, Hiếu bắt taxi đến đón bé Quy A. Hiếu sẽ đưa bé Quy A đi mua kẹo và ít quà. Khi đón bé Quy A, Hiếu đưa vào thẳng thành phố Vinh, rồi một mình gọi chị Thành để gặp nói chuyện. Tuy sau đó, hắn đổi địa điểm, gọi lại và thông báo vào nhà nghỉ An Phú Quý ở thị trấn Nam Đàn. Gần 1 giờ sáng, chị Thành cùng với lực lượng công an đến nhà nghỉ An Phú Quý, nơi Hiếu đang giữ con gái mình. Vừa đến nơi, Hiếu đứng trên tầng 2 phát hiện chị Thành cùng với người lạ nên không gặp, liền bỏ vào phòng, đóng chặt cửa lại. Khi đang ở trong phòng, Hiếu đổ chai nhựa đựng hơn 1 lít xăng lên người mình, rồi châm lửa tự thiêu. Tiếng động lớn, bé Quy A tỉnh dậy, thấy cháy nên la cấp cứu. Ở phía ngoài, biết Hiếu đã phong tỏa tự thiêu nên người dân xung quanh liền chạy đến phá cửa cấp cứu, nhưng không bị trói bởi chìa khóa và ngăn cửa lại. Một người dân bắt thang trèo lên ban công và đứng ở phía ngoài dội nước vào để dập lửa. Chừng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông vào bệnh viện. Hiếu bị đốt cháy từ lưng đến đầu, riêng bé Ga nằm gục chết gần đó. Mọi đồ đạc trong phòng bị thiêu cháy. Tôi thấy rất nhiều người, anh ta đóng cửa rồi gọi điện thoại để dò. Tôi đứng ở dưới van xin anh ấy, nhưng anh ấy đã tắt điện thoại và bật lửa. Tôi nghĩ anh ấy dở thôi, nào ngờ anh ấy vẫn nhẫn tâm như vậy. Con ơi, mẹ là người có lỗi, chị Thành nghẹn ngào nói. Ngồi bên cạnh, ông Lê Thạch Tú, bố đẻ chị Thành, liên tục trách lỗi của mình đã không đến đón cháu bé Hiếu sớm. Một cán bộ điều tra cho biết, sau khi phá cửa ập vào thì người đàn ông đã bị thiêu cháy ở thắt lưng lên đầu, phía dưới vẫn còn nguyên vẹn, chân đi dài, riêng bé Ga nằm gục bên cạnh vì đã ngạt thở chứ không vì cháy gì lửa. Mọi đồ đạc trong phòng lửa bị thiêu cháy hết. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội BC45 công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra chờ kết quả giám định. Nếu hung thủ án mạng chết thì có liên quan điều tra hồ sơ cấp lại đình chỉ vụ án. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, gặp lại video clip tiếp, nhớ like, share và nhấn subscribe.